Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Long Thành mới đây đã tổ chức giám sát kết quả thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo tội phạm trên địa bàn xã Long Phước. Trong năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, công an xã đã tiếp nhận 54 tin báo tố giác về tội phạm, trong đó số tin báo tổ chức tội phạm thuộc thẩm quyền xử lý là 5 tin, số còn lại chuyển về cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng thời hạn. Đoàn giám sát yêu cầu thời gian tới, Ủy ban dân xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên thuộc các ban ngành, đoàn thể, cán bộ chiến sĩ công an và tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, quản lý tốt số đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn, số đối tượng tù tha, án treo, từ đó đề ra phương hướng giải pháp nhằm giúp đỡ quản lý, tránh việc đối tượng tiếp tục vi phạm pháp luật, kịp thời khen thưởng các gương điển hình trong nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.